Yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với Apple News số 159. Hàng nghìn người dùng đã ký thư ngỏ ý phản đối tính năng bảo vệ quyền trẻ em của Apple đang được thử nghiệm tại Mỹ. Sau vài ngày Apple ra mắt tính năng phát hiện nội dung quấy rối tình dục trẻ em CSAM trên iCloud, đã có hơn 5.500 người ký thư ngỏ online phản đối tính năng mới này của Apple. Con số này vẫn được gia tăng khi thư ngỏ được chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Dù lạm dụng trẻ em là một vấn đề nghiêm trọng, và trong khi các nỗ lực chiến đấu để chống lại vấn nạn này đều là có ý tốt, đề xuất mà Apple đã đưa ra đe dọa đến các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư cơ bản nhất đối với các người dùng sản phẩm của táo khuyết trích nội dung thư ngỏ. Khi tính năng này được thực thi, hệ thống của Apple sẽ băm hash hình ảnh của người dùng và đối xứng với cơ sở dữ liệu của CSAM. Hash là quá trình xử lý dữ liệu hình ảnh chuyển về dạng số và mã hóa duy nhất với hình ảnh đó, có thể hiểu nôm na là tạo dấu vân tay cho hình ảnh. Theo thư ngỏ, tính năng này của Apple đã qua mặt chức năng mã hóa thiết bị đầu cuối mà có thể gây hại cho quyền riêng tư của người dùng. Dù vậy, Apple đã chấn an rằng giao thức bảo vệ mới sẽ không tạo ra hậu quả đối với cả phần cứng lẫn phần mềm. Foxconn, Lens và Luxe, ba đối tác lớn của Apple, đang tuyển dụng công nhân để lắp ráp iPhone 13 cùng với đãi ngộ hấp dẫn. Nhà máy sản xuất của Foxconn, đối tác lắp ráp khoảng hơn 80% iPhone cho Apple, đã tăng tiền thưởng cho công nhân lên mức kỷ lục 10.200 nhân dân tệ, tức là 1.578 USD. Nếu họ ở lại ít nhất 90 ngày sau khi đăng ký vào nhóm kinh doanh sản phẩm kỹ thuật số tích hợp IDBBG. Đây là một trong những bộ phận chính lắp ráp iPhone 13 của Apple. Foxconn không phải là nhà cung cấp duy nhất của Apple tại Trung Quốc có chính sách thu hút công nhân mới. Lens Technology, công ty cung cấp màn hình cảm ứng cho Apple, và Luxe, một đối tác lắp ráp iPhone khác cũng tung ra các ưu đãi tuyển dụng tương tự. Lens Technology đã tuyển dụng 5.000 công nhân cho các dây chuyền sản xuất màn hình cảm ứng của iPhone và 2.000 nhân viên để kiểm tra chất lượng. Công ty cũng đã tăng gấp đôi tiền thưởng cho các nhân viên mới từ 5.000 nhân dân tệ hồi tháng 2 lên 10.000 nhân dân tệ vào tháng 5. Nhà máy đồng quen của Luxe ở tỉnh Quảng Đông cũng đã tăng gấp đôi tiền thưởng cho người giới thiệu nội bộ từ 2.500 nhân dân tệ vào tháng 4 lên 5.000 nhân dân tệ vào cuối tháng 5. Theo các chuyên gia trong ngành, việc các đối tác của Apple tăng cường tuyển dụng công nhân là nhằm đáp ứng tiến độ và sản lượng iPhone thế hệ mới. Dan Elves, CEO của công ty đầu tư Webber Security, tiết lộ Apple đã đặt mục tiêu sản xuất 130 triệu đến 150 triệu chiếc iPhone mới, tạm gọi là iPhone 13, vào nửa cuối năm 2021, trong đó 90 đến 100 triệu máy chờ đợt mở bán đầu tiên. Có một tin khá bất ngờ là ở thời điểm hiện tại, Apple đã có 69 chiếc xe tự lái thử nghiệm và 92 người lái, trong khi đó Tesla chỉ có 22 xe và 88 tài xế. Mac Report dẫn thông tin từ Cục Phương tiện Cơ giới California, California DMV cho biết Apple vừa bổ sung một chiếc xe vào đội hình ô tô tự lái, nâng tổng số xe được cấp phép vận hành lên 69 chiếc. Mỗi chiếc xe thử nghiệm của Apple được trang bị phần mềm lái tự động do chính công ty phát triển, hệ thống cảm biến LiDAR tiên tiến và một loạt camera cũng được dùng để phát hiện môi trường quanh xe. Hãng sử dụng Lexus RX450H để thử nghiệm. Tuy nhiên, khác với công ty đối thủ sử dụng công nghệ tự lái, giấy phép của Apple vẫn không bao gồm thử nghiệm không người lái. Mỗi chiếc xe đều có tài xế bên trong và có trình điều khiển an toàn. Đội xe tự lái của Apple được cho là đang thu thập dữ liệu phần mềm cho xe tự lái của hãng. Vào tháng 6 năm 2017, CEO Tim Cook đã xác nhận: "Chúng tôi đang tập trung các hệ thống tự hành, đó là công nghệ cốt lõi mà chúng tôi luôn coi trọng. Apple coi đây là cốt lõi của tất cả dự án AI. Đây có lẽ là một trong những dự án khó thực hiện nhất." Theo Guo Minchi, nhà phân tích thường có những dự báo đúng về Apple, xe hơi mang logo của táo khuyết sẽ ra mắt sớm nhất vào năm 2025. Apple Watch Series 7 dự kiến sẽ ra mắt cùng với loạt iPhone 13 trong sự kiện ra mắt sản phẩm hàng năm của Apple vào tháng 9 tới đây. Trong khi chúng ta đã được nhìn thấy khá nhiều thông tin rò rỉ về loại iPhone mới xuất hiện trong thời gian qua, tuy nhiên tin tức về thế hệ Apple Watch tiếp theo vẫn khá khan hiếm. May mắn là mới đây, nguồn tin đến từ trang NativeOne Mobile vừa được quyền chia sẻ hình ảnh CAD của Apple Watch Series 7 và nhờ đó chúng ta có được cái nhìn cận cảnh về thiết kế của sản phẩm này. Hình ảnh rò rỉ cho thấy Apple Watch Series 7 sẽ có khung viền được vắt phẳng thay vì được bò cong như các mẫu Apple Watch trước đây. Ngoài ra, có vẻ như chiếc smartwatch tiếp theo của Apple sẽ có dây đeo silicone và chúng ta có thể thay thế với nhiều lựa chọn. Vị trí nút bấm dường như không thay đổi với Apple Watch Series 7, vẫn có nút Digital Crown để điều hướng, Miro và nút chọn phẳng nằm ở cạnh phải. Còn ở bên cạnh trái xuất hiện hai khe lớn dành cho loa. Ở mặt sau của đồng hồ, chúng ta có cảm biến nhịp tim thông thường và các cảm biến khác. Hơn nữa, nguồn tin này cho chúng ta biết Apple Watch Series 7 sẽ có biến thể 44mm và nó sẽ có kích thước 44x38x9mm cùng với màn hình 1.8 inch. Và đó là những tin tức hot nhất của Apple trong kỳ này. Các bạn thấy việc người dùng phản đối Apple bảo vệ chị em hay là Apple Watch Series 7 như thế nào? Bình luận cho mình biết nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Bye bye.